để làm ra những gói cốm dẻo và thơm ngon. Đó là cả một quy trình biến hóa từ những hạt lúa non qua nhiều công đoạn. Lúa được gặt về qua bàn tay của người dân làm nghề mà trở thành món quà quý dành tặng cho Thu Hà Nội. Là người Sài Gòn nhưng Quỳnh Như lại chót phải lòng hương vị của món cốm xanh Hà Nội. Yêu thích và muốn tìm hiểu dưới sự giúp đỡ của chuyên gia ẩm thực Lê Công Yên, Quỳnh Như đã có những phút giây trải nghiệm tại một cơ sở sản xuất cốm của làng Mễ Trì. Chúng ta đang có mặt tại nhà chị Hằng Nghị rồi, một trong những hộ mà làm cốm rất là lớn ở cái làng cốm Mễ Trì này. Phải nói rằng là làng cốm Mễ Trì đã có rất từ lâu năm rồi. Và em có nghe thấy không? Đấy là tiếng máy để giã cốm đấy. Vâng ạ. Một cái âm thanh rất là nhộn nhịp và có lẽ là tần suất làm việc của họ cũng khá là cao đúng không ạ? Không đơn giản như mình nghĩ, cái món ăn mình làm ra thì chắc chắn là chỉ có vài bước cơ bản thôi. Nhưng mà chắc chắn ngày hôm nay mình đến đây rồi mới biết được là nó có nhiều công đoạn như thế nào. Để làm ra hạt cốm ấy thì người nông dân cũng rất là vất vả. Như em thấy đấy, ở đây chúng ta sẽ có các cái công đoạn là đầu tiên là chúng ta sẽ phải rang cốm này. Cái công đoạn rang cốm thì rất là nóng và người nông dân cũng đã phải chịu sức nóng đó. Sau khi rang cốm xong thì sẽ trải qua cái công đoạn là sát để tách cái hạt cốm ra khỏi cái vỏ trấu. Và sau khi tách vỏ trấu ra rồi thì sẽ chuyển sang cái phần giã cốm để chúng ta lại tách tiếp cái phần mày của cái còn sót lại ở trong cái hạt cốm nữa. Và sau khi tách ra cái phần mày đấy rồi thì bắt đầu mới sàng, sẩy và cuối cùng thì mới được cái hạt cốm để cho chúng ta thưởng thức. Quỳnh Như không khỏi bất ngờ với một quy trình cầu kỳ để làm ra những hạt cốm thơm ngon. Cốm ngon nhất là cốm được làm từ lúa nếp cái hoa vàng. Mọi người đã đến đây để học và biết được cách làm ra được những hạt cốm như này cực kỳ là vất vả. Làm là làm thủ công, rang thì mà rang bằng tay tất, giã bằng chân, tất cả đều làm thủ công hết, tất nhiên là phải yêu nghề mới làm được. Làng cốm Mễ Trì đã có tuổi đời hơn 100 năm, hiện làng còn hơn 50 hộ gia đình gắn bó với nghề truyền thống. Cùng với tiếng chảy giã, tiếng sàng, tiếng sát, những hạt cốm xanh non thơm mát cứ lần lượt thành hình sau mỗi công đoạn. Nhìn ngắm những hạt cốm mới thấy được công sức của người làm và càng thêm trân quý món đồ ăn tinh tế này.